chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Hôm nay tôi đang có mặt tại huyện Trương Mỹ. Bây giờ thì anh em tôi đang đi lên núi Trầm. Thấy người dân nói đây là có view, chụp ảnh rất đẹp anh em ạ. Bây giờ anh em tôi sẽ lên đây khám phá nhé, xem trên này có những cái gì nhá. Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 25 km, đi đường quốc lộ 6 hướng về Hòa Bình, đi qua bến xe Yên Nghĩa, qua cầu Mai Lĩnh đến phường Biên Giang, chưa đi hết khu vực nội thành. Cách biển báo cổng chào hết khu vực nội thành khoảng 1 km, phía bên tay phải có biển báo trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội thì sẽ vào. Đi khoảng 5 km nữa sẽ thấy ngọn núi Trầm thuộc địa phận xã Phụng Châu, huyện Trương Mỹ, Hà Nội. Đây là khu danh lam thắng cảnh với núi Trầm và ba ngôi chùa khác, đó là chùa Trầm, chùa Hang và chùa Vô Vi. Ba ngôi chùa này đã đạt đến sự hài hòa cao độ giữa núi và chùa, tạo cảm giác tự nhiên cho các du khách và dân phượt thoải mái thượng ngoạn và tổ chức các buổi vui chơi, picnic, cắm trại tại đây. Đến đây, các bạn không phải mất bất cứ một khoản lệ phí tham quan nào. Các bạn chỉ mất 5.000 đồng tiền gửi xe và đồ ăn nhẹ các bạn tự chuẩn bị mang đi. Chỉ cần vậy thôi là các bạn có thể thoải mái vui chơi tại nơi đây. Trên núi là một thung lũng được tạo bởi những đỉnh núi xung quanh. Thung lũng này được các bạn trẻ ở đây gọi là thung lũng tình yêu. Không biết có phải không, nhưng vào các ngày nghỉ cuối tuần, thường có rất nhiều đôi dắt tay nhau lên đây để vui chơi và ngắm cảnh. Thật là tuyệt vời phải không nào? Điều đã tạo nên vẻ đẹp quyến rũ của núi Trầm có lẽ chính là những con đường mòn được tạo nên từ xa xưa do chính những người dân nơi đây đi leo núi theo thời gian mà tạo nên, cộng với phong cảnh hữu tình đã làm cho núi Trầm có một vẻ đẹp khá độc đáo mà không phải ngọn núi nào cũng có được. Ở trong video này, xin mời tất cả các bạn hãy cùng chúng tôi lên núi và chúng ta hãy cùng khám phá, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp hùng vĩ ở nơi đây nhé. Xin mời tất cả các bạn. Chúng ta sắp đến rồi, bắt người cho anh em nhé. Nào, 2, 3, lên. Wow. Này, view đẹp chưa? Tuyệt vời. View quá đẹp luôn. Ở đây có bò này anh em. Đây thả bò. Thả bò. Ê, bên kia đẹp nhỉ? Đẹp đấy. Ui. Anh em thấy chưa? Quá đẹp luôn. Cái view này cắm trại hợp lý nhỉ? Ở đây có bò to thế. Bò này bò thiếu nữ à? Bây giờ anh em tôi sẽ đi tìm cái view nào đẹp nhất, cao nhất cho các bạn xem nhé. Chúng ta đi ra đây xem nào. Ở trên kia Hiếp ơi, cái khu trên trên này này là có một cái thung lũng dưới à? Hay là nó bằng? Ok, bây giờ anh em sẽ, chúng tôi sẽ đi. Ở dưới này thuộc xã gì Hiệp? Ở đây họ bảo xã Đường Dâu đấy. Đường Dâu. Quên mất. Ở đây có ở trên kia có cái thành với nhà nữa. Trên kia xây xây cái gì đúng không? Hiệp ở trên kia xây cái gì đấy? Rồi vào Huế chả đi. Tôi thấy một cái lô cốt này. Cái kia, chỗ kia như có đường dây sao đúng không? Ừ. Chả lắm. Không rút được á. Rồi thì tôi sẽ lên cái đoạn trên này nhá. Lên tiếp trên đỉnh nhá. Rồi rồi nhìn xuống xem cảnh vật dưới này thế nào nhá. Lên đây thật sự nó rất là mát luôn anh em ạ. Gió lộng. Rất là cao luôn. Nhìn rất phê. Ui. Ông Tú ông leo tít trên kìa, anh em thấy không? Bây giờ. Đấy. Tít tít trên kìa kìa. Tú ơi đi thằng Tú ơi. Ui, ông Tú đi ghê quá. Được. Sơn tí lăn xuống nhá.
Ok, bây giờ tôi là người đi cuối cùng bởi vì camera men là luôn luôn đi cuối để quay lại những thước phim cho anh em xem. Ui. Okay. Đường rất là ghê gớm anh em. Lên đi. Không phải mệt nhưng mà tôi thấy cao rồi hơi sợ sợ. Ông Sơn này là ông rất là sợ độ cao. Đi xuống thì ôi đường rất nguy hiểm này anh em ạ. Đây đây. Đéo lên đâu. Dưới này là vực này. Ở trên này có một đường mòn nhỏ nhỏ thôi. Sơn có đi không? Không gì ạ. Sơn bỏ cuộc à? Lên đi. Sợ độ cao đó. Cái này thì mình lên nhá. Tôi sẽ quyết định tôi sẽ lên quay cho anh em xem. Đây à? Ở đây tiếp có lối rồi lên thôi. Ok, lên đi. Ui. Ôi. Thật ra lên núi nhưng mà chỗ này không thấm gì so với cái việc mà lên trạm V3 ở Định Hóa. Các bạn xem video của mình hãy so sánh chỗ này với lại trạm V3 Định Hóa xem nào nhé. Các bạn hãy để lại phía comment ở phía dưới xem là có khác nhau gì không. Với tôi thì tôi thấy khác là giống nhau là vẫn là trèo núi nhưng mà khác nhau là ở trạm V3 Định Hóa thì có bậc thang lên, còn ở đây thì không. Hiểu cẩn thận nhá. Còn một đoạn nữa thôi là chúng ta sẽ lên với đỉnh của núi. Bây giờ anh em tôi đang lên đỉnh nhưng mà chưa lên đến đỉnh. Điều cầm lên cẩn thận. Ok. Ok, sắp đến lên đến rồi anh em ạ. Wow. Đến rồi anh em ơi. Ôi phê quá. Wow. Quá đẹp anh em ơi. Đây chúng ta sẽ lên chỗ cao nhất nhé. Wow. Kìa ông Tú ông đang ngồi góc kia kìa. Nghe thấy không? Rất là phê luôn anh em ạ. Ai mà đến Chương Mỹ mà không lên cái đỉnh núi Trầm mà thì thật sự là rất là phí đấy. Rất là tiếc đấy. View rất đẹp luôn. Bây giờ thì tôi đang đứng trên đỉnh núi Trầm rồi anh em. Ở khu vực này thì dưới là thung lũng này. Chỗ đồng lúa. Quá đẹp luôn anh em ơi. Wow. Đó. Có khi là sau này mình cưới mình sẽ lên đây mình chụp ảnh cưới đấy. Wow, tuyệt vời. Ai mà đến Chương Mỹ mà không lên đỉnh núi Trầm này thật sự là quá là phí luôn đấy. Đó, rất là hùng vĩ, rất là đẹp. Hai thác đá toàn đấy đây. Tôi đứng ở trên này mà tôi cứ cảm giác là mình đang đứng ở trên đỉnh V3 ở Định Hóa anh em ạ. Thế tôi cảm giác nhá. Anh em sẽ để ý lên đỉnh V3 nếu mà ai đã lên đã sẽ thấy này. Cái khu vực này là thị trấn Trần Chu này. Còn cái phía bên này là xã Tân Dương, anh em thấy không? Ở xã Tân Dương cũng có một cái đoạn đường dài như thế này. Đúng không? Tôi cảm thấy nó giống như thế, không biết anh em thấy giống không nhưng mà tôi thấy giống như thế. Đấy bạn nào thấy giống thì để lại phía comment bên dưới nhá. Đấy. Có một đoạn đường đây là Tân Dương này. Cánh đồng Tân Dương này. Còn khu vực này là về phía sau tiếp vậy là thị trấn Trần Chu. Đấy, tôi cảm giác như thế. Nhưng mà bây hiện giờ thì tôi đứng ở đây là không phải ở Định Hóa mà là ở Hà Nội. Mà tôi đang đứng ở trên đỉnh núi Trầm. Nó gần gần như thế, tương tự như thế. Đấy. Các bạn xem video của tôi có cảm thấy run không? Đây. Đấy. Không có một cái lan can nào luôn. Tôi đi cả tôi ơi. Không có chạy cho nên gió nữa. Khuyến cáo những cái bạn nào mà dưới 40 cân lên đây nhá. Cẩn thận bởi vì là gió có thể là hất bay đi lúc nào không biết đâu nhá. Giáo sư sự học Hoàng Trung Tiến cảm nhận thế nào khi lên đỉnh núi Trầm? Tôi cảm nhận thấy rất là phê. Vì tôi đang hưởng thụ không khí gió mát, lâu lắm rồi tôi chưa được leo lên đỉnh thế nào.
chưa lên lên đỉnh lần nào đúng không? Chưa lên đỉnh lần nào. Đỉnh không mình kiểu là giáo sư Tiến chưa, là chưa lên đỉnh giáo sư nghiên cứu lịch sử nhiều quá cho nên là cứ lên đi lên đỉnh thôi. Nhưng mà chưa lên lên hết đúng không? Chưa đến hết đấy. Đáp lại phải xuống rồi. Lên đỉnh núi. À đỉnh núi đây. Còn nói rõ là tôi à, đỉnh núi. Rồi. Lâu lắm rồi chưa lên. Đúng rồi, sau khi mà giáo sư 4 năm mà tôi ở Thái Nguyên nghiên cứu là tôi toàn trong phòng chưa lên núi. Cái chỗ mỏm đá anh ngồi nhé, xem nào nhé. Wow. Phê anh ạ. Mát. Chú ơi chụp ảnh đẹp ấy, tôi chụp kiểu nhá. Nào 2, 3 kia đổ đó. Đúng rồi. Xuống đây. Toàn đi mình. Bạn tôi đã lên tận tít kia rồi. Về tôi zoom cho anh em xem nhé. Đấy. Đi kìa. Đây này. Anh Nguyên này đi đâu cũng leo. Đi đâu nhanh nhanh đấy. Đúng rồi. Con người của rừng núi Tây Nguyên mà. Tôi đã tiếp tục xuống cái mỏm dưới này nhé. Xem là có gì hay ho không. Đây còn đẹp, cũng đẹp anh em ạ. Wow. Rất là cao luôn. Nếu mà bạn nào sợ độ cao ấy, mình khuyến cáo là các bạn không nên lên đây đâu. Bởi vì là rất dễ bị sảy chân, bởi vì là cái mình run mà. Đây là rất là nguy hiểm nha anh em nhé. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà mình khuyến cáo là cũng không nên mình leo trèo những cái chỗ vách thế này. Rất là nguy hiểm. Vì chỗ này là nó tự nhiên mà. Không có lan can gì đâu. Đấy. Dưới này toàn vực sâu này anh em. Được chưa? Vậy tôi sẽ đưa camera ra đây một chút cho anh em xem nhé. Đó. Rất là cao luôn. Ok, vậy là các bạn vừa đã tham quan, đã xem được những hình ảnh tôi quay trên đỉnh núi Trầm. Bây giờ thì anh em tôi có lẽ là phải rút xuống thôi. Tại vì bây giờ trời đang bắt đầu có mấy hạt mưa xuống rồi đấy. Nên chúng ta phải di chuyển nhanh, không thì lát nữa mưa thì không có chỗ nào trú đâu. Nãy lên khó nhưng bây giờ xuống còn khó hơn. Đúng không? Đúng rồi, khó này. Tiến đi trước đi. Bây giờ xuống rất là khó nha anh em, rất nguy hiểm. Nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đấy. Giáo sư Tiến là ông đã tìm được cái gậy đấy. Không bỏ cái gậy đi ạ. Không mình nguy hiểm hơn đấy. Xuống từ từ nhá, dặn nhá. Cameraman là luôn luôn phải đi sau. Hết sức bình tĩnh rồi. Đường đấy, đường này mà đúng không? Ôi, túi à? Ôi, anh nghe thấy không? Chân đỉnh kia kìa. Đèo cao đấy. Ôi. Đây, tôi xem nhá.
Ok, đây, 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 đứng yên rồi chụp cho. Ôi ông ơi, ta tin lên đỉnh rồi. Khỏe thế, Tú khỏe thế lên đỉnh. Ác thật đấy. Đấy, anh em thấy chưa, xa chưa? Tí gì kìa kìa. Ui dồi ôi. Ôi số đi anh em ạ. Tú ơi, về Tú ơi. Các bạn xem video tôi, nhưng nếu mà các bạn nhỏ ấy, mình khuyến cáo là các bạn đừng làm theo nhé. Đừng làm theo chúng mình. 18 cộng không được làm theo. Bởi vì nó hết sức nguy hiểm. Cái này thì bạn ấy, bạn có đủ sức khỏe này, bạn có đủ cái kỹ năng leo núi thì bạn ấy mới có thể leo được thế thôi. Chứ còn các bạn nhỏ thì bạn xem video của mình thì đừng làm theo nhé. Khuyến cáo đấy. Đây đoạn này mới là đoạn nguy hiểm này. Rất là ghê luôn anh em ạ. Đoạn nào có đá không đỡ, đoạn nào không có đá rất là khó đi luôn. Camera cẩn thận nhé. Ok ok. Tôi cầm được. Camera man luôn ạ. Cứ đi đi đi. Tao cầm cho. Cứ đi đi đi, xuống đi xuống đi. Không sao đâu, đi đi. Lát nữa đoạn nào mình không xuống được thì mình sẽ nhờ anh em. Trải qua những cái bao mòn của nước, cho nên là nó không tay đấy. Ôi nhầm đường à? Hả? Nhầm đường à? Nhầm sao? Nãy mình đi đường kia cơ mà. Chúng ta đi đường kia mà. Chết rồi, nhầm đường rồi. Ôi, đi. Ôi, đi. Ôi, đường đi. Đúng là nhầm đường anh em ạ. Đây, đây, đây. Bởi vì là mình lên núi kiểu đá là nó nhìn nó như nhau đúng không? Đấy. Nhìn chỗ nào giống nhau chứ. Anh em phải hết sức lưu ý nhá. Chúng ta phải nhớ cái đường những người đi núi này, kinh nghiệm này. Nhớ những cái đường đánh dấu lại. Thật đấy. Đúng rồi. Đánh dấu lại xong rồi mình phải nhớ không thì hôm nay vừa rồi may có đoạn không có vực, nếu mà có vực thì không biết thế nào. Không vực thì vẫn xuống được. Nguy hiểm, xuống được đấy. Đợt trước bò nó đeo đây xong cũng nhầm chỗ kia. Thế như Tú vào cái nhà kia rồi sao ấy? Tú xuống rồi đấy. Rồi, nay bảo lên tận cái mỏm cái nhìn ghê nhỉ. Cái này có dây nào luôn. Rắc bám. Nãy mình nhầm đường với lại phải quay lại đi. Nãy mình đi tít đỉnh kia kìa. Nhưng mà đi đường này cơ, đường này xuống này cơ. Đường này cơ. Nhìn nó giống nhau quá. Chỗ kia cũng xuống thôi. Nhưng mà xuống nhanh hơn tí nhỉ. Xuống một phát. Một phát xuống nhanh hơn. Không cần thời gian. Còn chỗ này xuống lâu hơn nhưng mà mình sẽ được sống lâu hơn. Còn chỗ kia xuống nhanh hơn nhưng mà về với đất nhanh hơn anh em ạ. Đấy, tức là tôi nói anh em phải hết sức cảnh giác, hết sức lưu ý nhiều khi mà lên cái vùng núi đồi kiểu đá này nhá. Ôi mình mới lên được một đỉnh ấy Tú. Anh em lại xuống thôi. Cái đường này mới là đường xuống này. Nãy mình là nhầm đường. Yếu quá không lên được. Ui, cao thế nhỉ? Hơi nguy hiểm đấy anh em ạ. Đi cẩn thận nhé. Ta lại phải khom người, khom lưng cuốn gối. Con gái thì đi dễ nhỉ? Mình phải khom lưng chống gối, gánh hai cái hạt vừng nữa. Cho nên là xuống hơi khó. Lên đỉnh thì dễ đúng không? Cẩn thận mà cô vào đâu là mất đời trai luôn. Lên. Lên thì dễ mà xuống thì hơi khó. Hay à, chỗ này có à, không được, ở đây xem xem. Chỗ này có một đoạn này, à, chỗ đẹp. Wow. Chỗ này có một chỗ đứng đây này. Đẹp thế. Ôi, ông Tú ông lại ngồi kia rồi. Đấy, đang lại chuẩn bị lên rồi. Ông này khỏe nhỉ, lên đỉnh mấy lần rồi, vẫn lên được tiếp. Đây, anh em thấy chưa? Đấy. Thôi, mình xuống thôi. À, ở kia có một bạn nữ đang lên đỉnh kìa. Chào kìa.
cần an toàn. Ok, xuống đây là an toàn rồi anh em ạ. Xuống đây là có một đường dễ đi rồi. Có một thanh niên áo đỏ đang xuống núi. Ôi, mệt quá anh em ạ. Chúng ta vừa lên trên đỉnh núi. Ngoài cái núi Trầm ra thì ở dưới này, phía dưới này thì còn có chùa Trầm nữa. Thì lát nữa chúng tôi sẽ xuống chùa Trầm để tham quan. Mệt quá không nói ra thành lời rồi. Và để biết chùa Trầm ở dưới đấy thì có cái gì thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng đón xem tập tiếp theo của tôi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi. Đừng quên bấm like, đăng ký, subscribe và bấm nút chuông bên cạnh để ủng hộ anh em chúng tôi và nhận những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.